Hôm nay về tiếp một lô cạc đó mọi người. Con này là mã 5/6 XT túp, hai dàn. Hai dàn là 16 cây nha mọi người. Thường thì người ta cào ETH hồi xưa người ta cào thì một dàn nó sẽ bao gồm là 8 cây cạc. Thì ở đây nó sẽ có 16 cây. Đó, mọi người quay nhìn đã không? Đây là các bạn ba fan túp. Những cái anh em chơi gamer mà chơi game mà rất là khoái luôn. Này thì Kham mua lại của một cái anh thợ chứ Kham không có đi thăm lấy trực tiếp mọi người, do thấy nó đẹp. Với cái mã này thì nó khá là hiếm, anh em cũng tìm nhiều á. Đây, để quay cái cạc cho mọi người xem. Đây phía sau, ở phía bên kia thì họ hình như là họ có test rồi, cho nên là họ dán cái tờ giấy ok 7x này. À, còn tem voi, tuy nhiên này tem này thì có lẽ là một số càng nào nếu mà Kha cảm thấy nóng quá thì bên Kha sẽ đục tem ra để mà chết keo cho nó mát đó mọi người. Cơ bản thì con này ngoại hình nó cũng khá là đẹp cho nên là Kha mới nhập đó. Cũng không có rỉ lắm mọi người. Đây ốc phần phía sau này sáng con luôn. Ai cái con này thì chủ yếu là sẽ test nhiệt độ và ba cái fan, tại vì thường những cái dòng ba fan này nó sẽ rất là dễ bị hư một cái fan mọi người. Nó sẽ gặp, thường nó hay gặp cái tình trạng là hai fan bị quay và một fan nó không quay, hoặc là nó rất là dễ bị rơ cái fan đấy mọi người. Con nào cũng như nhau hết này. Thì trong mấy cái video trước thì cái con này hơi bị muối đây. Đó, con này muối, để xem lại một con mới bóc, vừa bóc ra luôn, chưa có xem trước. Vậy là chắc tùy con mọi người ạ, có con muối có con không. Những cái này thì chắc vệ sinh nó cũng ra hết rồi. Trong mấy cái video trước thì mọi người Kha đăng một số những cái cạc lên á, thì mọi người vô hỏi giá khá là nhiều. Tuy nhiên là Kha không có tiện bỏ giá vô trong video, tại vì giá cạc nó sẽ biến thiên, nó dao động liên tục đó mọi người. Thì hồi xưa Kha hay nói giá trong video á, thì nó gặp tình trạng là khoảng 1-2 tháng sau á, anh em coi cái video đấy xong rồi anh em lại nghe cái giá ở trong cái video ấy. Lúc mà anh báo giá thì anh em lại thấy giá nó khác, cho nên là anh em cũng hỏi là sao video một giá mà lại lúc nói thì lại một giá. Cho nên là Kha sẽ không có tiện đưa giá vào trong video. Cho nên là dù cái video này nó sẽ có ở trên đó tầm 4-5 tháng sau thì anh em có hỏi Kha cũng vẫn báo giá được. Xíu nữa Kha sẽ cắm, Kha test thử một con nhiệt độ cho anh em xem. Nếu mà anh em nào có ở xa mà anh em có nhu cầu mua, anh em cứ nhắn tin vào trong cái số Zalo phải để phía dưới nhé. Có ship code cho anh em luôn, anh em chỉ cần cọc cho Kha thôi là Kha sẽ ship code và thu số còn lại ha. Đây Kha cắm thử một cái con Vega lên để test nhiệt cho mọi người xem này. Thì ở trên này nó sẽ nhận mã là 5/6 XT mọi người. Đối với cái hiệu năng con này thì có lẽ là sẽ không có nói nhiều, tại vì anh có ở trên mạng nó sẽ có rất là nhiều những cái video review cho anh em rồi. Kha chỉ nói sơ thôi là cái con này nó gần bằng với con 2060 ở bên Nvidia nha mọi người. Còn đây là dòng AMD. Nếu mọi người lên mọi người so sánh điểm á, thì nó sẽ gần con 2060 và nó sẽ mạnh hơn con 1660 Super. Đây. Thì khi mà mọi người bật vô win như vậy nó nhận. Tuy nhiên là cạc nó sẽ không quay đâu mọi người nhé. Ở đây khi anh em mua cạc, anh em cũng thắc mắc cái vấn đề là sao cạc nó không có quay. Do là những cái dòng đời mới bây giờ nó sẽ nóng ở một cái nhiệt độ nhất định thì nó mới quay quạt. Bây giờ Kha bật cái phần mát ở trên này này, nó phải nóng khoảng độ tầm 60 độ thì nó bắt đầu nó quay mọi người. Ở đây thì Kha sẽ dùng cái phần mát của ROG. Còn mọi người có thể dùng phần mát thường cũng được. Đây ha, Kha chọn phân giải. Đây. Đây, thì mỗi cái Vega trước khi mà gửi cho mọi người thì Kha sẽ test nó qua những phần mềm giải lập như vậy ha. Ở đây mọi người thấy này, cái GPU của mình nó đang loát 99% này. Và nhiệt độ thì nó đang rơi vô 54 độ. Mình cho nó chạy khoảng tầm 10 phút xem coi là nhiệt độ nó sẽ lên khoảng tầm bao nhiêu mọi người nhé. Đây mọi người thấy quạt nó bắt đầu nó quay này. Và để kiểm tra được coi là cái quạt của mình nó có ok không thì mọi người cần phải cho nó chạy mắc cái hiệu năng thì mình mới thấy được coi là cái quạt nó có cái nào bị hư không nhé. Đó.
cái phiên bản này thì nó sẽ có LED ở đây. Và mọi người lưu ý dùng Kha là khi mà anh em mua cái phiên bản này thì anh em phải xem coi là cái khay mọi người nó có cái độ ngang nó có vừa đủ để mà gắn được cái bản 3 fan này không nhé mọi người. Tại vì sẽ có một số những cái bản khay nó nhỏ quá mọi người gắn không vừa đâu nha. Đây lên 56 rồi nè mọi người nè. 56 độ. Cái này thì nó còn tùy vô cái phần mềm với tùy mỗi con cạc đó mọi người. Nó sẽ dao động nhiệt độ. Thường thì có thấy những cái con này nhiệt độ nó tầm dưới 70 là nó sẽ mát ha. Mấy con 56 này dưới 70 là mát. 57 này. 56 này. Chúng ta sẽ cho nó chạy tầm 10 phút nhé, sau đó chúng ta sẽ coi lại thử coi là nó bao nhiêu độ. Rồi ok, chạy được 5 phút rồi mọi người. Và thường 5 phút thì nó sẽ thể hiện được cái nhiệt độ maximum nó sẽ đạt nha mọi người. Ở đây thì nó sẽ rơi vào khoảng 58 độ là quá mát mọi người. Thì cái con này nó rơi vào khoảng 65 độ cũng được mọi người. Cũng là mát nha mọi người. Tùy con. Thì chạy nãy giờ là mình thấy quạt như vậy là rất là ok rồi. Đây phía sau mọi người. Quay cho mọi người xem nó có một cái ốp. Cái ốp này thì rất là ok. Vì mọi người biết sao, nó chống những cái con côn trùng nó lên đây nó ỉa đái này. Kha rất là thích những cái càng nào mà nó có những ốp như vậy. Tại vì khách của Kha gặp nhiều tình trạng là bị đái lên trên càng ấy, sau đó hư càng ấy. Những con càng nào mà nó có ốp như vậy nó sẽ không bị này. Rồi ok, và video test sơ như vậy cho anh em xem thôi. Nếu anh em có nhu cầu mua cái càng này thì hãy liên hệ vào trong Zalo Kha để phía dưới mọi người nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.